chiều nào bơ vơ trên cát, nhìn em đang ngây thơ xõa tóc hững hờ. Ngày lại ngày tôi hay ra đó tìm kiếm, chỉ có mỗi riêng người. Những sớm đó em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ sẵn lâu rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Giờ một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang mê biến khóc âm thầm. Dòng tình này như bao cơn sóng ngày tháng. Nghe dòng RX50 với 4 thớt và rất là nhiều tính năng, chạy hoạt động tốt 6 trong 1, và chúng ta mình sẽ liệt kê ra nha. Và các bạn đang nghe qua cổng AUX, đó là cổng kết nối điện thoại máy tính hoặc là kết nối với box Bluetooth vân vân. Và với một cái hộp Bluetooth thì các bạn có thể kết nối không dây với chất lượng rất là tốt. Mình có để giá hộp Bluetooth bên dưới nha. Thật sự là mình không phải là chuyên bán hộp này, chủ yếu là cho các bạn tiện kết nối từ xa thì cái bộ máy nó sẽ có được thêm một tính năng nó tiện dụng hơn. Rồi chúng ta quay lại với dàn máy 4 thớt của chúng ta ngày hôm nay, đó là dàn Victor. Con này với âm ly đây, âm ly và nó tích hợp luôn cái phần tuner trong này, và tuner 108MHz các bạn nha. Đó, bắt được full đài Việt Nam. Bên cạnh đó là phần CD 3 đĩa, cassette và thớt MD kim giải mã cổng quang optical, có 2 cổng optical và một cổng analog, nó giải mã luôn. Nó là một cái đầu trung gian, đây là cổng số 1, cổng số 2, cổng analog, và đây là cổng xuất ra cho âm ly sau khi giải mã. Và 4 thớt của chúng ta là điện 100V với nguồn điện rời. Nguồn điện rời và 4 thớt cao bằng nhau. Do đó các bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí để mà các bạn chồng 4 thớt cao lên nhau, hoặc là thay đổi vị trí các thớt theo sở thích cá nhân. Nè, đó, các bạn có thể thay đổi vị trí. Bên cạnh đó là mỗi thớt đều có một cái ổ điện. Các bạn thấy ổ điện, ổ điện để chúng ta ghim những cái thớt này nối với nhau, và chỉ cần một dây cuối cùng đi ra biến áp hoặc ổ áp thôi. Chúng ta không phải gắn 4 thớt vào một cái biến áp ổ áp mà chúng ta sẽ nối thớt với nhau. Và phía sau các bạn thấy những cái con ốc này nó còn mạ đồng, nó mạ đồng nha, nó đầu tư rất bài bản và nó còn mới. Đây là những cổng đầu vào. Còn đây là loa của chúng ta, có dách bắp chuối được mạ vàng luôn. Đây là một dòng size trung gọn của Victor nha các bạn, nó không phải là mini. Bởi vì cái bản thân cái cặp loa này nó có cái đường kính bass 15 cũng như là cái thùng loa lớn hơn một số dòng mini. Lớn hơn một số dòng mini đại luôn. Nhưng mà so với những cái dòng size trung lớn thì nó nhỏ hơn khá là nhiều, do đó mình đánh giá con này là một cái dòng size trung gọn thôi. Nó có phần công suất cũng như là âm trầm rất là tốt, nên các bạn hãy cảm nhận cái phần âm thanh. Với cái phần cổng quang optical đây, mình tặng kèm một đĩa ở bên trong nha, để các bạn làm giải mã. Và khi cái nút đỏ này, cái màu đỏ này hiện lên có nghĩa là đang giải mã nha các bạn. Còn ngưng là nó sẽ có đĩa bên trong, nó sẽ là màu xanh. Đó. Chúng ta muốn giải mã thì chỉ cần bấm một cái nút duy nhất thôi. Rec. Xong rồi đó các bạn. Và mình sẽ test một cái đoạn nhạc thông qua cổng quang optical cho các bạn nha. Đây, cổng quang nè. Cổng này là cổng số 1. Các bạn có tổng cộng là 1, 2, analog, đó là 3 cổng. Cổng số 1. Thất mà đi. Ở đây là super bass. Và các bạn có thể chỉnh bass trap trên điều khiển. Giá đã bao gồm điều khiển học các bạn nha. Con này ngoại hình còn rất là đẹp, từ loa cho tới dàn máy. Mặt phi nhôm vân xước ngang các bạn nha, và nút nó cũng bằng nhôm. Nắp cũng nhôm nè, đó. Rất là đẹp. Chúng ta đang chơi qua giải mã. Các bạn có thể thấy cái loa này nó có thiết kế rất là đẹp mắt luôn, với cái bass 15
Bên cạnh đó là một cái điều độc đáo nhất, đó chính là cái phần cái mũi của nó bằng nhôm. Cái mũi của nó tạo một cái điểm tách ra khỏi cái màng này đó. Cái bass của dòng Victor thì đa phần rất là mềm, sâu, nhẹ nhàng, nhưng mà đối với cái dòng này thì nó được tăng cường thêm cái phần cái mũi này, nó hỗ trợ cho cái phần trung âm rất là tốt, do đó cái trung âm này cũng khá là bật. Và đây cái phần siêu trép của chúng ta bằng hợp kim, được bảo vệ bởi cái khung này, và xung quanh là một cái đây một cái phần khung nhôm để mà nó tán cái âm trép ra, nó rất là nhuyễn. Đó, thùng khá là dày dặn và đẹp, thiết kế rất là đẹp, lưới đầy đủ. Con này sử dụng tới hai lỗ thông hơi lận nên cái âm trầm nó đánh mềm, và cái nói chung là cái bass cộng hưởng của nó tốt. Chỉnh được bass trap ở trên điều khiển các bạn nha. Và mình đang bật cái super bass thôi. Ba đĩa. Rồi mình tạm ngưng cái phần test. Đây, cổng optical. Mình bỏ một cái đĩa chép vào nha. Mình đang ở khay số 3. Các bạn sẽ thấy được ba khay nào, 1, 2, 3 là nó, các bạn muốn bấm play khay nào thì bấm nút đó, hoặc là ra, vào. Đó. 4 thớt của chúng ta. Đây, cái đèn từ cái phần đèn màn hình cho tới cái đèn LED thì nó còn sáng rõ các bạn nha, rồi đồng màu với nhau. Rồi chúng ta mở âm lượng của CD. Sử dụng điều khiển học để mà chỉnh bass trap super bass cho các bạn xem lại nha. Super bass thì ở trên đầu máy nó có sẵn rồi. Đây cái đầu âm ly của chúng ta nè. Đó, lại gần hơn để các bạn quan sát rõ hơn. Đây. Đây. Super bass này là ở đây nó đặt tên là Actibass. Rồi ha. Mở lên nó sẽ sáng đèn, nó on lên. Và điều khiển của chúng ta đây. Mình chỉnh bass mức cao nhất là cộng 3, tương ứng với 6 decibel. Một bước nhảy của nó là 2 decibel. Và trap cũng vậy luôn, nãy giờ bass trap mình đang để mức cân bằng là 0 đó các bạn. Và bản thân con này có phần trung âm hoặc phần siêu trap nó rất là nổi bật bởi cặp loa này nè. Bật super bass lên là thấy là đủ rồi. Còn các bạn thích chơi nhạc điện tử hoặc là nhạc guitar rumba thì bật trap lên thêm cũng càng tốt, cho tiếng nó gọi là nét căng luôn. Và mình sẽ test quay trở lại với phần test nhạc guitar cho các bạn nhé. Đây, chuyển qua cổng AUX.
nhạc đó sau, giờ quay lại. Bây giờ mình chỉnh trép nha. Các bạn trưng bày phòng khách chung cư hoặc là những cái phòng khách gọn, phòng ngủ, phòng làm việc rất là đẹp luôn. Căng như thế nào, rất là tuyệt vời luôn. Và dây này khi các bạn mua máy mình tặng kèm nha, tất cả những cái dây AV kết nối rồi dây kết nối điện thoại, dây loa đầy đủ hết, và đĩa MIDI để các bạn làm giải mã và nhạc trẻ đây, ba đen pop remix gì nó lẫm hết các bạn. Đây là hai cặp loa Onkyo khá là nặng và chất, cũng là một cái dòng loa, đây là thuộc tiếp mini đại các bạn nha, nhưng mà đặc kế con này thì các bạn thấy kích thước nó nhỏ hơn, lùng hơn, và bề ngang con này cũng rộng hơn đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hôm nay chúng ta test một con size chung gọn Victor EX50, và cái đầu này hiện tại đang về là con EX7. Thì EX50 và EX7 đầu máy giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau cặp loa thôi các bạn nha. Nó ra cùng một thời điểm, mà con EX7 thì nó có cặp loa theo kiểu gỗ sơn bóng, còn cặp loa của EX50 thì là đây chính là cặp EX50, mà đây cũng là lần đầu tiên mình về hàng được cặp EX50, còn đa phần là về con EX7. Mà cái đầu EX7 và EX50 làm giống nhau hoàn toàn các bạn nha, về cấu trúc thiết kế.